Xin kính chào các quý vị. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi sẽ có một cái chương trình đặc biệt từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 16 tháng 6 năm 2022. Và tại sao một tháng một ngày nó lại là chương trình đặc biệt? Vâng. Chúng tôi cùng hãng Nosdot sẽ có một chương trình để dành cho các bạn yêu các dòng sản phẩm của Nosdot. Đó là các chương trình rất là tuyệt vời. Khi các bạn yêu dòng Nosdot hãy gọi ngay đến số hotline của Thiên Hà để được tư vấn và được nhận những chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng quay lại các dòng sản phẩm của Nordot. Vâng, trước mặt các bạn đây thì các dòng Nordot đó là dòng Himdo, dòng Fay, dòng Vala, dòng Odin. Đó là tên các vị thần và chúng ta đang cùng bước vào một nơi đấy các vị thần của Bắc Âu. Với các dòng sản phẩm của Nordot này thì các bạn biết đây là những dòng sản phẩm bắt đầu là cao cấp và khi sử dụng các dòng sản phẩm này thì với những bộ dàn 2N, Ultra 2N thì đi cùng với nó thì chúng ta sẽ thấy có những cái phụ kiện để phát huy được hết công năng của các dòng sản phẩm này. Trên tay tôi đây chính là một cục shop foot Đây là một bộ chân kê mà tôi thì thấy nó quá là tuyệt vời khi chúng ta kê lên những cặp loa để nó có một cái tiếng trầm nó xuống nặng hơn, sâu hơn nhưng lại phải êm. Và với công năng của những chiếc chân kê này thì tôi thấy lại thực sự là hoàn hảo vì hãng nó đót này lại còn đưa ra với những cái cách phối đấu và cách kê cân chỉnh thì rất là tuyệt vời. Còn đây là những phụ kiện để mình lấy những về các cái độ cân bằng, thăng bằng và với các độ chính xác bằng cm luôn thì các bạn thấy cái này người ta cũng đã trang bị cho các bạn còn quay lại về phần uh, nguồn điện để dẫn thì uh, như là dân chơi đô thì lúc nào cũng vẫn có một cái câu truyền miệng nhau đó là nhất điện nhì phòng tam kê tứ kệ vâng điện mà sạch thì nó như một huyết thống để nuôi được bộ dàn và làm cho bộ dàn nó có cái độ sinh lực hơn thì uh, khi nguồn điện bắt đầu được lấy ra và đảm bảo được cái tính sự sạch sẽ thì hãng nó đã đưa ra một uh, cục lọc 2 với cục lọc này thì sẽ đưa tiếp tục ra là một cái đầu ra thì sẽ đưa ra một cái ổ cắm qua ổ cắm này thì người ta sẽ chia cho các bạn từng khu một để các bạn có thể cắm đâu là chỗ pre đâu là cắm của CD và đâu là cắm của cục bao và kết hợp với cục lọc này thì lại là hai cục lọc điện lượng tử với các cục lọc điện tử này thì nó không can thiệp trực tiếp vào nguồn điện Nhưng tất cả những cái nguồn điện xấu nó sẽ bị hút hết vào trong cái cục lọc lượng tử này Nhưng nói vậy thì các bạn cũng biết Nếu những yếu tố này nó thiếu đi mất những cọng dây Của hãng Nasdaq cung cấp cho các bạn thì nó cũng sẽ không hoàn thành cái nhiệm vụ của nó Và đây chính là một cái dòng phê 2, đây là chính là một dòng phê tiêu biểu như các bạn nhìn thấy thì với dòng phơi 2 này thì nó vẫn theo tính truyền thống là nó sẽ làm các cái màu để cho chúng ta nhìn thấy. Và cái thứ hai đó là với tất cả những dòng của sản phẩm của Nox này thì luôn luôn được dùng bằng đồng OFC chất lượng cao nhất, tuyệt hảo nhất. Nó lên đến tận tầng sau đó là 5 con 9. Và một điều đặc biệt hơn, hãng Nox này đầu tư rất mạnh đó là các công nghệ, nghệ nano, micro, tức là đó là những cái công nghệ bằng dùng bằng mọi ngậm không khí để đảm bảo được cái sự truyền dẫn của dây này là tốt nhất nó tương đương với tốc độ tùy theo giá trị của dây nó có thể lên tới tận 92 đến 96 bằng tốc độ ánh sáng đó là một điều gọi là tâm tính vật lý đó là một điều không tưởng của dây dẫn này và chỉ có hãng nó đó là mới nghiên cứu ra được và làm ra cái đấy nên đó là một cái sự độc quyền của dây còn về phần thứ hai nữa là với tất cả những người chơi thì ai cũng biết trong các hệ thống dây dẫn thì đồng là một yếu tố rất là tốt về nguồn dẫn nhưng mà để làm được cho cái sự tinh khiết hơn của âm thanh cái đẹp hơn của âm thanh thì một số hãng đã đưa vào phủ bạc thì đó đó là một trong những cái hãng có tiêu chí để đưa vào phủ bạc và nó làm một công nghệ rất là đặc biệt và khác vì những dây của nó đó là thì như các bạn nhìn thấy cái sự cứng cáp thì vẫn có nhưng ở trong thì lại là phủ bạc và toàn bộ những hệ thống đầu này của hãng cũng là đặt riêng chứ không không mua bần bản quyền bất cứ một hãng nào khác đó còn với những tiêu chí cao hơn thì sau này thì hãng Nordot đã đưa ra cả những cái dòng mà người ta còn phủ cả vàng để lấy cái sự trung tính ấm áp của vàng làm cái tiêu chí. Thì cái dòng đó là cái dòng rất là đặc biệt thì một chương trình khác tôi sẽ giới thiệu. Còn với những cái dòng cơ bản mà cao cấp thì đây là một trong những yếu tố mà để làm được một âm thanh chính xác, nhanh. Nhưng tính nhắc tính thì khỏi phải nghĩ bàn. Và tại sao thì mọi người bảo thế những cọc dây này thì nó sẽ được ứng dụng như thế nào thì chúng tôi cũng đã giới thiệu qua các clip của Thiên Hà thì các bạn đã cảm nhận được phần nào về cái tính tiện dụng của những dòng nó đót này. Nhưng các bạn là muốn nghe một bộ dàn âm thanh mà nó có những cái yếu tố mà dày ấm quá thì khi các bạn cắm những cọng dây này vào thì nó sẽ cho các bạn được cái sự mềm mại của âm thanh và cái độ tinh khiết, độ sạch sẽ thì các bạn sẽ thấy cái sự hiện diện Uh, rất là rõ ràng của dòng dây slot này và uh, với những dòng dây này thì uh, với cái dòng từ dòng nói hai trở lên thì là uh, cái sự uh, cao cấp hơn nữa nó chỉ tăng sợi uh, tăng sợi dẫn của dây lên chứ nó không bị ảnh hưởng nhiều tới uh, cái màu sắc âm thanh vì trong cái hãng nó này người ta đã chia ra thành ra đài bốn phân khúc khác nhau để các bạn có sự lựa chọn thì cái đó tôi thấy cũng là rất là hay tức là mình cũng không bị uh, thay đổi nhiều về cái sự suy nghĩ về xem là cắm cái nào là cho đúng mà chúng ta chỉ cần à, qua sự tư vấn của nhân viên kỹ thuật thì chúng ta sẽ biết là hệ thống nào sẽ phù hợp với cả à, cái cấu trúc của bộ dàn mình đang chơi và tôi chỉ khuyến cáo các bạn khi các bạn lên dùng nó đót này thì các bạn lên dùng một set nguyên của nó đót này để nó có giữ được cái tính ổn định là một cái hai là cái màu sắc âm thanh là cái thứ hai và cái thứ ba là cái đặc tính trưng đặc trưng của dòng nó đót này đó là sự chính xác lên bất cứ một cái gì mà khi cắm nó không đúng kỹ thuật Là nó sẽ đưa ra một cái hậu quả nó không được tốt lắm Đấy là về phần phụ kiện thì tôi muốn chia sẻ cùng các bạn Và các bạn hãy nhớ vào Thiên Hà để xem những youtube của chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn từng Thể loại dây và từng Cấp dây khi các bạn phối ghép cùng với cả một hệ thống như thế nào Để cho nó phù hợp Đó là một chương trình đặc biệt dành cho các bạn và các bạn hãy nhớ vào số hotline của Thiên Hà để có một chương trình đặc biệt từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6 một tháng một ngày để dành cho các bạn yêu North